mình sử dụng cái bọt Ethernet của Onbo, Powerless 525 Onbo, để mình cấu hình cái cạc E2B, bút không được, mình bút và nhập địa chỉ bằng tay cũng không được luôn. Ở đây mình chọn là 192, đó địa chỉ mình nhập vô là 192.168.7.79, subnet mask của nó là 255.255.55, cái cuối là không chứ, không phải đúng, mình sai. Đó, mình ok ha, rồi cái này nó chỉ đọc chứ nó không cho biết. Sẽ đổ xuống của con kia đi coi. Nè, mình kiểm tra tôi biết tầng thì nó không có địa chỉ IP rồi. Để mình reset rồi mình cắm vô cái bọt dưới này coi thử coi. Đó, mình vô rồi. Sử dụng cái bọt phía dưới mình vô được rồi nè. Đây à. Vô được rồi nè. Đó, địa chỉ. Ồ, giờ nó là nhận parameter rồi, quá. Nãy mình không thể đổi được nhưng bây giờ nó vô được, nó đổi được rồi nè. Nó được. Ồ, cái 50 giờ parameter nè. Chẳng hiểu, nãy đổi không được.